Tại sao bạn lại mục như vậy mà bạn lại có thể có được với cấp 1 của rất nhiều cái tiết mục như này? Thực sự thì lúc tập là bọn mình đã rất mệt rồi. Nhưng mà vì năm nay chúng ta có thể làm tất cả. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn.